Xin chào các bạn, mình là Thùy Trang và rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình trò chuyện ngày hôm nay với chủ đề là du học Úc. Thì như các bạn được biết, Úc hiện nay không còn xa lạ đối với những ai đang nung nấu ý định đi du học. Có người bảo là du học Úc thì dễ, nhưng có bạn lại bảo du học Úc thì rất là khó. Nhưng thực tế, nước nào cũng có những cái tiêu chuẩn riêng để đánh giá hồ sơ và cấp visa cho học sinh, sinh viên, và Úc thì cũng không là ngoại lệ. Và quan trọng hơn, phỏng vấn du học Úc cũng là một trong những khâu quan trọng mà lãnh sự quán quyết định có cấp visa cho bạn hay là không. Trước đây thì có bạn tự làm hồ sơ du học Úc và bị fail visa một lần. Và sau đó bạn đó có đến gặp Trang và thắc mắc là: "Chị ơi, hồ sơ của em thì em thấy cảm thấy rất là tốt, về học tập cũng tốt, tài chính cũng tốt. Vậy tại sao em lại bị rớt visa?" Và sau khi xem thư từ chối của lãnh sự quán thì Trang mới giải thích với bạn đó là trong thư từ chối, lãnh sự quán nói rằng là bạn đã không có kế hoạch học tập rõ ràng ở bên Úc, và khi lãnh sự quán hỏi về ngành nghề hay là thông tin về ngành học thì bạn không trả lời được, hoặc là bạn trả lời không rõ ràng, chưa thuyết phục lắm, và những thông tin đó không trùng khớp với thông tin của trường, cũng như là kế hoạch tương lai của bạn chưa rõ ràng. Vì thế cho nên là lãnh sự quán còn chưa tin vào mục đích du học thực sự của bạn đấy. Rồi, bạn bảo là hồ sơ của em tốt như vậy thì tại sao lãnh sự quán không cấp visa cho em luôn mà lại điện thoại phỏng vấn em vậy chị? Và bạn em trước đây có xin visa du Úc và không có bị phỏng vấn. Thì đây cũng là thắc mắc của nhiều bạn, cho nên là hôm nay Trang sẽ giải đáp luôn cho các bạn rõ nhé. Thì không phải hồ sơ nào cũng bị phỏng vấn, và cũng không phải hồ sơ tốt thì đều được cấp visa liền mà không cần qua quá trình phỏng vấn. Tùy vào hồ sơ, ví dụ như học tập, tài chính hay là kế hoạch trong tương lai mà các bạn đã trình bày trong kế hoạch của mình về trường, về ngành, vân vân, thì lúc đó lãnh sự quán họ sẽ phân tích, họ sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn, và nếu họ tin tưởng hoàn toàn thì họ có thể sẽ cấp visa cho bạn luôn mà không cần qua quá trình phỏng vấn. Và còn nếu có một vài thông tin nào đó chưa thuyết phục họ lắm hay là họ còn nghi ngờ thì có thể là họ sẽ gọi điện cho bạn, phỏng vấn bạn để xác nhận lại những thông tin trên. Và các bạn lưu ý là lãnh sự quán Úc thì họ chỉ điện thoại phỏng vấn thôi, các bạn không cần phải đến trực tiếp văn phòng của lãnh sự quán. Do đó thì Trang nghĩ điều này thì các bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm, đúng không? Vì các bạn sẽ không phải chịu áp lực khi mà đối diện trực tiếp với lãnh sự quán ha. Vậy thì khi nào đương đơn được gọi điện phỏng vấn? Thì thông thường vòng phỏng vấn xin visa của Úc thì sẽ diễn ra từ sau 1 đến 2 tuần sau khi bạn nộp hồ sơ xin visa. Ngày và giờ phỏng vấn thì sẽ không được báo trước. Bạn nên luôn mở máy điện thoại, pin phải đầy. Và các bạn nhớ là chỉnh chuông, đừng bao giờ chỉnh im lặng nhé. Vì nếu như vậy thì lãnh sự quán sẽ khó liên lạc được với bạn. Và nếu mà lãnh sự quán gọi nhiều lần quá thì có thể họ sẽ cũng có thành kiến với mình. Và đặc biệt các bạn cũng nên chuẩn bị tâm thế bình tĩnh, sẵn sàng và đừng quá áp lực nhé. Vậy phỏng vấn xin visa du Úc bằng tiếng Việt hay tiếng Anh? Các bạn yên tâm nhé, phỏng vấn 100% là tiếng Việt. Cho nên thì Trang nghĩ là việc này sẽ dễ dàng hơn cho các bạn nếu các bạn giải thích những câu hỏi khó hay là phải trình bày những đam mê, những kế hoạch học tập của mình, hoạch định nghề nghiệp của mình trong tương lai. Thật dễ quá đúng không nào? Hơn thế nữa thì phỏng vấn với lãnh sự quán Úc thì các bạn cũng phải trả lời được càng cụ thể càng tốt, càng nhiều thông tin thì lãnh sự quán sẽ thấy là các bạn có nghiên cứu thật kỹ về thông tin, về vấn đề khi đi du học của mình, và phải trả lời trùng khớp với hồ sơ giấy tờ của mình các bạn nhé. Do đó các bạn cần phải chuẩn bị thật kỹ trước khi nộp hồ sơ xin visa du Úc các bạn nhé. Và hôm nay thì Trang chỉ nói về vấn đề phỏng vấn xin visa du Úc thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau nhé. Tạm biệt. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến,
môi trường học tập và sinh hoạt an toàn. Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.